Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vâng, thưa với ông, đại dịch vẫn đang tàn phá thế giới cũng như là ngay Hoa Kỳ nói riêng một cách rất là khủng khiếp. Và tính cho đến cuối tuần qua thì thế giới cũng đã có trên 2.200.000 người đã bị truyền nhiễm, và trên thế giới thì cũng đã có 145.000 người tử vong. Trong số đó, Hoa Kỳ cũng chiếm kỷ lục với trên 675.000 vụ truyền nhiễm và trên 35.000 tử vong. 2/3 trong các quận hạt ở tại Hoa Kỳ vẫn duy trì một cái chế độ cách ly. Họ ở nhà, họ trú ẩn tại chỗ, và hầu hết những cái trường học đóng cửa, mọi sinh hoạt về kinh tế gần như là chúng ta thấy tê liệt, với trên 22 triệu dân nộp đơn xin tiền thất nghiệp. Và cái cuộc sống xã hội cũng như là gia đình ngày hôm nay ngày càng thấy là căng thẳng hơn, thưa ông. Như vậy thì Kim Nhung có thể mời ông nhận định một cách rất là tổng quát trước khi chúng ta bàn về những cái chi tiết về vấn đề lớn này. Kính mời ông. Đúng thế, những con số Kim Nhung vừa nêu lên nó phát họa cái hoàn cảnh hiện tại không những trên thế giới mà riêng tại quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta. Những mỗi ngày chúng ta thức dậy hay là mỗi đêm chúng ta đi ngủ với những con số rất là kinh hồn. Nhìn thấy hình ảnh của những nhà các trung tâm y tế, nhà thương, các bác sĩ, các y tá tận tụy giúp đỡ cứu vãn mạng sống của bao nhiêu người, làm thật sự ra chúng ta cũng đau, rất là đau rồi đứt gan. Tại vì cho đến bây giờ đó, hơn 3 tháng đại dịch tung hoành ở trên thế giới, chưa ai tiên đoán được ngày nào cái dịch nó sẽ bị tiêu diệt hay là nó ngấm ngầm rồi để nó bùng nổ trở lại. Đó là một cái viễn ảnh mà chưa ai có thể tiên đoán được. Riêng tại Hoa Kỳ, ông Tổng thống Trump với địa vị lãnh đạo của đất nước không muốn để cho người dân một mặt hoang mang vì không biết cái số phận của mình vì cái đại dịch nó như thế nào, và song song với cái đó, cuộc sống của mình vì kinh tế nó quá kiệt quệ. Đó là cái khổ tâm của ông Tổng thống. Thành thử ra ông tìm đủ cách để một mặt cứu mạng sống, một mặt cứu cuộc sống. Những con số gần đây cho thấy rằng cái đường tiến của cái đại dịch có phần đi xuống, nghĩa là coi như là nó sang phẳng. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo địa phương thôi. Có nhiều địa phương chính cái con đường thẳng nó tiếp tục nó đi lên. Sở dĩ có những cái số tử vong càng ngày nó càng tương đối nó bớt đi là vì cái vấn đề cung cấp dụng cụ y tế, hay là cái sự gọi là điều trị tại các nhà thương nó tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cái vấn đề đối với ông Trump cũng như là các nhà lãnh đạo ở xứ Mỹ và dĩ nhiên trên thế giới, làm thế nào để ngăn chặn cái sự bành trướng của đại dịch và vãn hồi kinh tế để cho người dân thấy tương lai cũng gần đây đấy, mặc dù chưa ai biết là cái tương lai đó nó như thế nào. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.